Kính thưa vị, những gì của năm mới sắp tới, trước khi qua mà tháng 4 mà mùa đóng thuế thì Lưu Vũ cũng mượn Moonlight để mà có một chương trình đặc biệt gửi tới quý vị, đó là học khiêu vũ với Vũ sư Thùy Vân. Kính thưa vị, thứ hai, thứ tư, thứ sáu vào 10:30 cho tới 11:30 thì Vũ sư Thùy Vân sẽ dạy những điệu căn bản cho vị. Trước tiên là dance sport, có nghĩa là quý vị thay vì tập dưỡng sinh ở những cái câu lạc bộ gym thì vì tới Vũ sư Thùy Vân sẽ dạy, mà giá cả rất là đặc biệt, chỉ có 15 đồng. Mà sau khi nhảy xong một tiếng, Moonlight mời vị lại ăn cơm 3 món mà thay đổi theo mỗi ngày, chỉ có 15 đồng. Kính thưa vị, vì gọi cho bạn bè, người thân của mình, thay vì đi ra công viên tập dưỡng sinh thì mình nhảy theo điệu cha cha cha, nguyên một group khoảng chừng 10 người, 20 người, 30 người, 40 người, sau đó có một phần cơm ra ngoài ăn cũng phải là 20 đồng rồi này. Nhưng này vừa học nhảy mà vừa có ẩm thực luôn. Quý vị đăng ký gọi cho Lưu Vũ ở số 714-467-5840. Trở lại với pianist Vương Hương. Vương Hương thân mến chào quý vị khán giả tối hôm nay. Thời gian trôi qua nhanh thật đó Vũ. Mới đây mà Totti của tuổi của bác Hương đã đầy tháng. Bác nhớ con lắm mà. Em bé này rất là khó chịu. Khi ngủ mà Vương Hương đụng vô là cứ ấm ấm ư à. Nhưng mà em rất là dễ thương. Chúc em lúc nào cũng có cá tính mà đừng có hư nha. Phải ngoan cho bố mẹ nhờ. Ok. Cảm ơn Vương Hương thật là nhiều. Kính thưa vị, Lưu Vũ cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến cố nhạc sĩ Trần Công Sơn đã viết nhạc phẩm Biển Nhớ, mà khi mà đàn hay mà tiếng hát đầu cất lên đều mang lại rất nhiều kỷ niệm cho tất cả người Việt Nam, của tất cả mọi gia đình, đúng không quý vị? Và đặc biệt hôm nay Lưu Vũ cũng nhận được rất nhiều email và phone test cho Lưu Vũ mời sự trở lại của nữ ca sĩ Lãng Triều với chất giọng trầm ẩm của mình. Thì Lãng Triều ơi, rất nhiều người đã biết sau khi em trở lại sau một thời gian em ngưng sinh hoạt âm nhạc, thì email và gọi điện mời sự trở lại của em. Thì em gửi lời chào và hôm nay em tặng nhạc phẩm gì đầu tiên? Lãng Triều xin kính gửi lời chào đến quý vị và xin cảm ơn sự ủng hộ cũng như sự yêu quý của quý vị dành cho Lãng Triều. Thì Lãng Triều cũng cảm ơn anh Luân Vũ và chị Vương Hương lúc nào cũng ủng hộ và tạo điều kiện cho em đến với mang tiếng hát của mình đến với khán giả. Và để mở đầu chương trình hôm nay, bài hát đầu tiên Lãng Triều xin gửi đến quý vị là một nhạc phẩm rất là nổi tiếng, một nhạc phẩm kinh điển trong chương trình một vở kịch Broadway trong bài hát được mang tên là I Don't Know How to Love Him. Mà người đã viết ra những vở Broadway như là Phantom of the Opera, The Cat. Xin mời quý vị thưởng thức.
Cảm ơn Lãn Triều thật là nhiều với tiếng hát thật nồng nàn, những ca từ cũng như là giai điệu với tiếng đàn piano của Vương Hương, vĩ cầm của Lưu Vũ làm cho tiếng hát của Lãn Triều thăng hoa hơn. Vì có đồng ý hay không, một tràng phát thanh thật lớn cho Lãn Triều. Và quý vị ơi, nhớ giữ làn sóng sau vài phần thông tin thương mại. Vương Hương, Lãn Triều và Lưu Vũ sẽ trở lại với một nhạc phẩm nữa. Xin cảm ơn. Cảm ơn vì lúc nào cũng yêu thương và gìn giữ chương trình âm nhạc Tiến Phong. Trở lại với nữ ca sĩ Lãn Triều. Lãn Triều ơi, anh Lưu Vũ rất là vui và hạnh phúc khi em trở lại. Tiếng hát em nồng nàn hơn, rồi phong cách trình diễn chứng chạc hơn. Cảm ơn em. Dạ. Em nói lý do cho tất cả quý vị khán giả biết đi. Ai mà lại hỏi người ta, mình phải nhận xét. No, cho cái đó là khán giả muốn nghe từ Lãn Triều. Có thể. Mà em. Em cũng không biết tại sao. Con cái, gia đình hạnh phúc. Yeah, maybe. Thì Lãn Triều, với nhạc phẩm thứ hai mà Lưu Vũ được trao đổi nói chuyện với em. Dạ. Thì nhạc phẩm Lặng Lẽ của cố nhạc sĩ Bắc Sơn. Dạ. Em có một cái tình cảm gì đặc biệt với nhạc sĩ Bắc Sơn? Xin mời anh chia sẻ. Dạ, bài hát này, bài hát Lặng Lẽ là bài hát sắp tới Lãn Triều xin trình diễn, xin hát cho quý vị nghe. Đó là một bước ngoặt trong cuộc đời của Lãn Triều. Đó là khi Lãn Triều 16 tuổi thì mẹ của Lãn Triều dắt Lãn Triều lên gặp cố nhạc sĩ Bắc Sơn. Mà nhạc sĩ cố nhạc sĩ Bắc Sơn là người họ hàng của trong gia đình của bên mẹ Lãn Triều. Vợ của nhạc sĩ Bắc Sơn là dì ruột của mẹ Lãn Triều. Thì mẹ Lãn Triều gọi nhạc sĩ Bắc Sơn là Dưỡng Út, Lãn Triều gọi là ông Út. Thì mẹ dẫn Lãn Triều lên nhà của ông bà Út để thăm và nói chuyện. Thì lúc đó Triều mới có 16 tuổi thôi, thì chỉ là mới có đi hát ở trong trường, văn nghệ ở trong trường thôi. Thì ông mới nghe Lãn Triều hát, thì ông mới nói là ông sẽ tập cho con bài hát này, và bài hát này con sẽ hát trong chương trình để mừng kỷ niệm sinh nhật của nhà thơ Kim Giang Hòa Hà Huy Hà. Vì bài hát Lặng Lẽ này nhạc sĩ Bắc Sơn phổ nhạc theo lời thơ của nhà văn Kim Giang Hà Huy Hà. Mà nhà văn Kim Giang Hòa Huy Hà là rất là nổi tiếng, bài Hoa Tím Thôi Cài Trên Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím. Thì nhạc sĩ Bắc Sơn mới dạy cho em hát cái bài Lặng Lẽ này và trình diễn. Thì khi mà trình diễn thì có rất là nhiều những người lớn, những cái người bậc đàn anh, đàn chị và những cô chú trong nghề hát đến dự cái buổi sinh nhật đó của nhạc sĩ, của nhà thơ. Thì khi mà nghe hát xong thì có rất là nhiều chỗ mới hỏi ông Út là nhạc sĩ Bắc Sơn số điện thoại của em và liên lạc, và từ đó mà phải là cảm ơn nhạc sĩ Bắc Sơn và cảm ơn bác Nguyễn Ngọc Thạch là chủ của quán cà phê Văn Nghệ, là người đầu tiên đã
mời em hát và dạy dỗ em rất là nhiều trên con đường ca hát để cho em có được ngày hôm nay. Vy ơi, những chia sẻ thật lòng từ một Lãng Triều, một cái tên cũng rất là đẹp. Vũ rất cảm kích trước những cái tình cảm mà Lãng Triều lúc nào cũng nhớ ơn tới những nhạc sĩ đã sáng tác ra, nhất là nhạc sĩ Bắc Sơn. Ông đã ra đi nhưng ông sẽ mỉm cười với Lãng Triều, đúng không em? Dạ. Xin mời vị thưởng thức nhạc phẩm Lặng Lẽ của Bắc Sơn. Một tràng pháo tay thật lớn cho tiếng hát của Lan Triều. Quý vị đồng ý không, quý vị trở lại với Vương Hương?
Đây là một bài hát mà lần đầu tiên Vương Hương nghe và Vương Hương đã cảm được cái giai điệu mà giọng hát của em hôm nay rất là chắc sức khỏe đầy đủ, nên giọng hát em rất tròn đầy và rất là dạt dào tình cảm. Vương Hương, cảm ơn Lan Triều. Cảm ơn chị Hương, cảm mời ơn Vương Hương. Mời Lan Triều chia sẻ là hôm nay giọng hát em có đầy đủ hay không? Thật sự mà nói thì em mấy bữa nay em bị giống như là bị dị ứng phấn hoa. Không biết làm sao mà mùa xuân năm nay em nghĩ là mưa Cali mình năm nay mưa nhiều nên là hoa nở tưng bừng, là trời sáng ngủ dậy là cứ khục thịt riết. Đã vậy cô trong đây cũng thấy hoa nở tưng bừng. Đúng rồi, nãy em mới khen chị Hương mặc cái áo đẹp quá. Cảm ơn Lan Triều. Kính thưa vị, nếu quý vị nào yêu mến tiếng hát của Lan Triều, quý vị có thể gọi book show cho Lan Triều. Lan Triều hiện giờ đang sinh hoạt với ban nhạc The Friends tại Moonlight hát tiệc cưới cho phòng trà ca nhạc và tiệc cưới Moonlight và những show ca nhạc lớn nhỏ tại đây. Nếu quý vị muốn book show làm sao mời em? liên lạc với là anh Luân Vũ. Anh Luân Vũ là manager. Đưa vậy cái gì cũng Luân Vũ á. Đưa vậy Luân Vũ thật là vui khi và hạnh phúc khi tất cả các ca sĩ, các bạn bè thường hay nói là 1-800 Luân Vũ, cứ gọi Luân Vũ là có những người này người kia. Chính xác. Dạ. Thì hy vọng là những điều tốt gọi kiếm Lãng Triều để book show, chứ đừng nói tôi muốn gặp Lãng Triều có chuyện khác. Cái đó là nguy hiểm lắm thưa vị. Vị ơi, nhớ ủng hộ cho Lãng Triều trên con đường, bước đường nghệ thuật của mình. Bởi vì lúc Vũ thấy ở Lãng Triều lòng đam mê âm nhạc rất lớn, mặc dù công việc và gia đình đang chiếm một phần lớn trong thời gian của cô. Thì Lãng Triều gửi lời chia tay với tất cả quý vị khán giả đi em. Dạ, em xin gửi lời chào đến quý vị khán giả và xin cảm ơn một lần nữa, xin cảm ơn quý vị khán giả, cảm ơn anh Bôn Vũ, chị Hương và xin hẹn gặp lại quý vị khán giả trong một thời gian gần nhất. Quý vị ơi, quý vị nhớ giữ là sống. Sau vài phần thông tin thương mại thì nam ca sĩ hát nhạc Pháp Trọng Nghĩa sẽ trình diễn hai nhạc phẩm tặng cho tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn vì lúc nào cũng yêu thương và gìn giữ chương trình âm nhạc Thính Phòng. Và trở lại với Vương Hương. Thưa quý vị, hôm nay Vương Hương dành quyền của Luân Vũ để giới thiệu vị khách mời đặc biệt, thật đặc biệt tối hôm nay. Đó là nam ca nhạc sĩ xứ ngôn viên Trọng Nghĩa. Vương Hương chào anh Trọng Nghĩa, lâu lắm rồi mới gặp lại anh. Trước tiên thì Luân Vũ xin hỏi anh Trọng Nghĩa một vài câu để anh Trọng Nghĩa thưa chuyện với tất cả quý vị có đồng ý hay không. Anh Trọng Nghĩa ơi, lâu lắm rồi anh em mình mới gặp nhau, cũng ít nhất cũng mấy năm thôi anh. Đúng thì Lục Vũ và Vương Hương đã từng đàn cho anh Trọng Nghĩa hát và thời gian đó anh ở đâu, xin mời anh. Trước hết Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán giả của đài SCT. Để trả lời câu hỏi của Luân Vũ đó thì từ lúc mà Trọng Nghĩa với Mông Lan xa nhau đó thì Trọng Nghĩa cũng cũng gọi là cuộc sống thì cũng mấy tháng đầu thì cũng hơi bị có nhiều thay đổi đó, nhưng mà sau bây giờ thì cuộc sống đã ổn định rồi và cả năm nay thì Trọng Nghĩa đã đầu óc rất là thoải mái và rất là yên ổn hiện nay. Thì Lưu Vũ mượn làn sóng của đài SCT cũng như chương trình âm nhạc Thính Phòng thì Lưu Vũ không biết nói gì hơn, chỉ chúc anh Trọng Nghĩa có một cái niềm vui, một niềm hạnh phúc trong âm nhạc để vơi đi những buồn phiền trong cuộc sống. Đúng không anh? Cảm ơn Lương Vũ rất nhiều. Và nhạc phẩm đầu tiên anh tặng cho tất cả quý vị khán giả đó là nhạc phẩm gì thưa anh? Nhạc phẩm đầu tiên thì Trọng Nghĩa xin trân trọng kính tặng quý khán giả là bài Le Géant du Papier của Jean-Jacques Lafont. Đây là một bài hát nói về tình yêu, tức là một cái anh đàn ông đó yêu một cái cô gái, yêu say đắm cái nhan sắc kiều diễm, của thân hình kiều diễm của cổ đó, khi mà nhìn cổ ngủ đó. Thì là anh này có thể làm chuyện đổi đá vá trời, dời non lấp biển, nhưng mà đứng trước cái nhan sắc của cô nàng này thì anh ấy nhũng như con chi và biến thành một người khổng lồ nhưng mà là bằng giấy. Thì cho Lưu Vũ được hỏi tế nhị thôi, là anh có bao giờ biến trước một tình yêu mà anh biến thành một con gì đó bằng chi 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 nhỏ nhỏ không anh Nghĩa? Ủa hỏi khó. Dạ, cách đây gần 30 năm thì Trọng Nghĩa cũng đã bị tiếng sét ở tình, cũng đã nghĩa là gọi là biến thành một người khổng lồ bằng giấy, nhưng mà không phải là trước thân hình kiều diễm của người một người đàn bà, nhưng mà là trước cái ánh mắt và nụ cười của người đàn bà ấy. Và Trọng Nghĩa đã
Sau 3 ngày Trọng Nghĩa đã quyết định cưới người đàn bà ấy chỉ vì yêu cái tiếng tiếng cười và cái ánh mắt của người ấy. Nhanh wow. quá, tình yêu sét đánh. Quá wow, tình yêu sét đánh thì thôi thì nhạc phẩm này anh tặng cho người đàn bà ấy luôn nha. Xin tặng cho tất cả quý khán giả và dạ ai muốn Trọng Nghĩa tặng thì Trọng Nghĩa xin được tặng. Demandez-moi de combattre le diable, d'aller défier les dragons du néant, de vous construire des tours, des cathédrales sur des sables mouvants. Demandez-moi de briser les montagnes, d'aller plonger dans la gueule des volcans. Tout me paraît réalisable, et pourtant, quand je la regarde, moi l'homme lourd au cœur d'acier, devant son corps de femme, je suis un géant de papier. Je la caresse et que j'ai peur de l'éveiller. De toute ma tendresse, je suis un géant de papier. Demandez-moi de réduire en poussière cette planète où un dieu se perdrait. Elle est pour moi comme une fourmilière qu'on écrase du pied. Demandez-moi de tuer la lumière et d'arrêter ce soir le cours du temps. Tout me paraît réalisable, et pourtant, quand je la regarde, moi l'homme lourd au cœur d'acier, devant son corps de femme, je suis un géant de papier. Je la caresse et que j'ai peur de l'éveiller. De toute ma tendresse, je suis un géant de nói là cái thưa vị lâu lắm rồi Vũ mới đàn cho anh Trọng Nghĩa hát. Tiếng hát của anh hình như là anh Trọng Nghĩa ơi nồng nàn hơn hồi xưa nhiều. Anh đúng Trọng rồi. Nghĩa có thể chia sẻ đúng không Vương Hương? Đúng đó anh mời Trọng Nghĩa. Dạ có lẽ Trọng Nghĩa cũng trải qua nhiều cái thăng trầm trong cuộc sống, nhất là trong chuyện tình cảm, cho nên sau này thì có nhiều người cũng nhận xét giống như Luân Vũ và Vương Hương, tức là Trọng Nghĩa có cái sự sâu lắng hơn trong cái giọng hát. Cảm ơn Trọng Nghĩa. Kính thưa vị, Luân Vũ nghe được và cảm nhận được hồi xưa anh Trọng Nghĩa hát, tiếng hát anh rất là vui.
anh rất là nhí nhảnh và rất là vui quý vị. Nhưng bây giờ thì trầm ấm hơn và lắng động hơn. Quý vị nhớ giữ làn sóng sau về phần thông tin thương mại. Anh Trọng Nghĩa sẽ trở lại với một nhạc phẩm Việt Nam trữ tình nữa nha quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn quý vị lúc nào cũng yêu thương và gìn giữ chương trình nhạc Tính Phong. Trở lại với Vương Hương. Thưa quý vị, Vương Hương rất thích cách anh Trọng Nghĩa vừa mới hát bài Lắc Mắt Mùa Xuân cho chúng ta nghe. Và anh Trọng Nghĩa ơi, nhanh chóng mời anh Vương Hương nông nóng được đệm cho anh bài hát thứ hai. Dạ, xin mời anh giới thiệu. Kính thưa quý vị, bài hát thứ hai thì Trọng Nghĩa sẽ hát để kính tặng tất cả quý khán giả của đài SET. Và đặc biệt tặng cho Luân Vũ như Vương Hương cái bài của một nhạc sĩ rất là nổi tiếng đã nằm xuống, đó là nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính, cũng là vị thầy của Trọng Nghĩa. Lúc mà năm 70 Trọng Nghĩa đi hát là thầy Nguyễn Ánh Chính đã nhận Trọng Nghĩa làm học trò, tại vì thầy cũng thích nhạc Pháp và Trọng Nghĩa hát nhạc Pháp. Bài đó là bài Buồn ở Chèo Mi, và Trọng Nghĩa đã đặt lời Pháp cho cái bài này. Thành ra quý vị sẽ nghe phần đầu này là lời Việt Nam của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính, phần thứ hai Trọng Nghĩa sát tiếng Pháp, lời do Trọng Nghĩa soạn. Kính mời quý vị thưởng thức với tiếng đàn của Vương Hương và Luân Vũ. Buồn ơi, ta xin chào mi, khi tình yêu vỗ cánh bay đi. Buồn ơi, ta xin chào mi, khi người yêu đã bỏ ta đi. Buồn ơi, ta đang lẻ loi. Buồn ơi, ta đang đơn côi. Buồn ơi, hãy đến với ta để quên chuyện tình xót xa. Nếu trên đường tình ta lẻ loi một mình, thì trên con đường đời ta có mi. Buồn ơi, buồn ơi, thế nhân là thế, sao người yêu cứ mãi đam mê. Buồn ơi, yêu đương là thế, sao tình ta cứ mãi u mê. Người yêu cho ta niềm đau, buồn ơi cho ta quên mau. Buồn ơi, hãy đến với ta để quên chuyện tình xót xa. L'amour que tu m'as donné
bạn buồn mất ta đi thêm anh xóa tu m'a repris désormais tout est fini je n'ai vraiment plus rien mes jours seront sans fin mes nuits ne comptent plus sans toi j'ai tout perdu jours anciens où tout m'a souri et tout m'a fleuri l'amour s'est envolé ce jour où tu m'as quitté pour l'autre que t'as choisi et qui t'emmène vers l'infini. Oh, bonjour, bonjour tristesse. Goodbye, my happiness. Je t'aime, oh mon amour. Je t'aime et pour toujours. Buồn ơi hãy đến với ta để quên chuyện tình. Trọng Nghĩa thật là nhiều, rất trọng năng. Phương Hương ơi, chúng ta lại không còn nhiều thời gian, mời Phương Hương. Trong tất cả các gọi là language, ngôn ngữ của nước ngoài thì Phương Hương rất là yêu thích tiếng Pháp, nhưng mà khó quá. Phương Hương rất ngưỡng mộ mà anh Nghĩa vẫn tự viết lời hả Luân Vũ, vừa tự viết lời đặt lời cho bài hát mà hát rất là trôi chảy và lưu loát tiếng Pháp nữa. Cảm ơn Phương Hương rất nhiều. Nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính cũng thích cái lời Trọng Nghĩa đã đặt cho nhạc sĩ approve. Phương Hương đến giờ phải chia tay quý vị rồi, để còn kịp giờ về chạy thăm tốt tiên của Phương Hương nữa. Phương Hương chúc quý vị ngủ ngon và hẹn gặp lại quý vị lần sau. Xin cảm ơn. Mời anh Trọng Nghĩa gửi lời chia tay. Trọng Nghĩa trân trọng cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nhà Thính Phòng với The Friends, và cảm ơn Luân Vũ cũng như Phương Hương rất nhiều đã cho anh cái cơ hội lên đây để hát cho phục vụ quý khán giả. Riêng với cá nhân Luân Vũ thì câu nói quen thuộc là hãy hôn người kế bên để quên đi mọi buồn phiền trong cuộc sống, và hãy ủng hộ cho phòng trà ca nhạc và tiệc cưới Moonlight. Vị ơi, thứ năm chủ nhật mở cửa để vị đến hát cho nhau nghe. Tiếng hát nào hay Luân Vũ sẽ mời lên chương trình âm nhạc Thính Phòng. Nhớ nha quý vị, 714